Đây là con máy AK 730D. Cái dòng 730D này á, thì nó chạy hai chiều á, cho nên là cái sai số của nó rất là nhiều nha. Anh em phải về kiểm tra toàn bộ lại thì chúng ta mới có được một con máy chúng ta chơi nó mới sướng. Đây là cái mặt của nó rất là đẹp, không sao cả. Nắp đồ quân thành sắt cạnh hết. Chúng ta kiểm tra về thông số xem sao. Trước tiên chúng ta kiểm tra cái chiều chiều chạy tới nó coi. Cái sóng sinh của nó rất là đẹp, trong đó nó có hai sóng, một sóng màu vàng và một sóng màu xanh nhé, chúng ta hoàn toàn có thể tách ra được. Đây là chiều chạy tới, rồi chúng ta bỏ băng chiều bỏ qua chạy chiều chạy lui coi nè, để chúng ta biết được cái mức sóng rất là đẹp. Rồi ok, chúng ta sẽ kiểm tra phần ghi. Ta kiểm tra phần ghi, chúng ta nạp thằng số vào để rồi chúng ta phát sẽ biết ngay, tại vì con máy này nó chơi rất hay nhưng mà do sai số nhiều anh em nghe không đạt được rồi. Chúng ta sẽ nạp ở cộng 1 dB. Ok rồi, chúng ta tua lại, chúng ta xem trên sóng nó phát. Đây sóng rồi, sóng sụt. Và những khuyên và khuyên anh em một điều là những anh em nào mà không có kinh nghiệm hoặc là không có trang thiết bị để đo đo đạc thì đừng bao giờ chọt vào cái azimuth của cái dòng 730D, tại vì nó sai một xíu là nó sai cả cái chiều lui luôn, có nghĩa là mỗi chiều á là nó liên đới với nhau, cho nên là chúng ta phải kiểm tra cho nó cẩn thận. Ok, sóng chúng ta nạp vào, chúng ta ghi vào. Trên màn hình nó hiện lên sóng, tương đối rất là ok. Và chúng ta có thể ghi một bản nhạc vào. Chúng ta bật ghét cộng lên. Nhớ là ghi từ cộng 2 dB trở lại thôi nhé, với lại chọn chế độ băng cho đúng này. Hóa dương về một người ngày xưa anh đã được rồi, không còn nhiều đâu. Rất là hay, chúng ta đổi mặt coi. Tàn cây năm trước anh viết tên. Máy đúng rồi nên hai chiều nó khác như một, không có khác nhau gì cả. Chúng ta kiểm tra trên tham chiếu trên con máy này coi. Bên em còn xanh lá cây. Mất em. Ok, chúng ta nghe lại. Ok, nó tốt. Nó kiểm tra cái nhạc trước 15 coi nó khác thế nào. Đây, cái nhạc quen thuộc, còn ban này ban chrome, chúng ta chọn chế độ chrome. Thank you.
nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng. Ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng xin đa tạm. Người em bé bọc mặn mà, người em bé phụ bờ vai lời ai ru gió hiu hiu. Tôi xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm, lời ca tiếng ru êm mềm. Ôi lời như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay chui trong tùm, không bạn bè, không có ai, không có ai. Từng ngày không có ai, đời đời dù anh ngủ. Mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài. Nằm xuống sau một lần đã viễn đứa con xưa đã tìm về nhà, đất ôm anh khép lại hiền ngon. Rồi từ đó trên trời rộng rất là hay, này phát hay quá tiếng đã. Xin cảm ơn. Máy muốn hay muốn chất lượng thì cũng phải kiểm tra con chỉnh làm lại, chứ không phải cùng model là hay đâu nha. Làm nó kiểm tra cái hệ thống cho nó đều phải mất cả ngày rồi đấy. Tại vì cái con này mình trước mình giao lưu nhưng mình không có kiểm tra kỹ về vấn đề hai chiều cho nó chính xác. Tại vì cứ nghĩ là mặc nhiên nó là như thế. Mà cuối cùng giờ mình nghiệm lại, đọc lại trên bản service manual thì thấy nó có hướng dẫn về làm, nhưng mà làm hơi cực. Mấy con ốc này chỉ cần sai 1/4, 1/8 vòng thôi là nó đã sai cái lê hết rồi.
nên anh em về mình đã fix rồi, anh em về cứ vậy dùng đừng có chọt vào nữa. Rồi, xin cảm ơn, bye bye.